Rồi chào bà con nha. Hôm nay thì bà con con Isuki 20 ngựa là 3 máy rồi con. Còn khá đẹp nè, lốc nó còn xanh dần nè. 20 ngựa con 3 máy Isuki. Còn khá được nè. Lốc má cũng còn được. Xanh dần. Em ngon luôn. Lốc cũng còn khá đẹp. Cánh quạt còn mới ít xài rồi con. Cánh quạt nhìn cánh quạt mới ít xài nè. Ốc ác cũng còn 7 màu là ok nè. Đẹp không con? Isuki 3 máy 20 ngựa. Mới đẹp rồi con ơi. Đây bỏ còn nguyên. Có tắt heo luôn mà con, tắt heo điện luôn nè. Con bấm con tắt là tắt điện thôi, tắt khỏi con bệnh bô bệnh lửa tắt cò mệt. Cũng xin giờ mà con ơi. Ba máy. Isuki 3 máy mà con, 20 ngựa. Con ít xài là không có chắc. Trong dòng máy lớn 3 máy, dòng máy này là rẻ nhất các bà con, 3 máy mà rẻ bà con. Dòng 3 máy thì 3 máy Isuki này lớn nữa mà rẻ nhất. Máy Nhật máy nào cũng bền bà con ơi. Quan trọng là máy nào người ta ít xài mình xài nhiều à. Chứ không quan trọng là máy gì. Máy nào cũng bền là của Nhật là bền. Con nào ít chạy là bền. Con này tướng dày. Ốc thái còn 7 màu ít xài rồi con. Đẹp. Tắt pha tắt chìa khóa bật cái chạy à. Khá được ha. Con mua về chạy ghe ủi chẹt cái chế xe cộ là ok luôn. Còn 7 màu luôn, mấy con heo ga heo đó. Quá đẹp.